Đây chắc là cái quả mà lần đầu tiên mình review vì cái tài khoản này cực kỳ mới luôn em ạ, mới có 43 ngày thôi. Nhưng mà chủ ạ có chia sẻ với mình là nạp đâu đó nó cũng rơi vào tầm khoảng 40 đến 50 triệu rồi. Vậy thì thử xem thử là 40 với 50 triệu cái tài khoản này nó như thế nào nhé anh em. Ba hai sáu 3263 đây, mùa chuẩn bị Vương quốc mới có 43 ngày thôi. Vương quốc 43 ngày, ở đây anh em mình sẽ xem về VIP nha. Mới 43 ngày Vương quốc mở 43 ngày, vậy là không có ủ ạt luôn nha anh em. Mới 43 ngày mà đã VIP 13 rồi. Thông thường thì ở cái mức chơi mà không nạp với lại trung bình thì phải hết KVK3, có nghĩa là 300 ngày anh em mới đạt được VIP 13 tới VIP 14. Trong khi ở đây là đã thấy là chuẩn bị lên VIP 14 rồi, vì cái game ở ngoài anh em thấy được là vẫn còn 131k game nha anh em, cực kỳ nhiều nha. Cận VIP 14 rồi mà trong cái đó chưa vào KVK1. Xem một chút về Liên Minh nha, hiện tại là Liên Minh đang quà cấp 13 và có mức sức mạnh là 600. 600 triệu sức mạnh, check một chút về Kingdom xem nào. Sức mạnh Liên Minh, vậy là đang ở trong clan top 1 nha anh em, có cái mức bao là 600. Ngoài ra còn có hai clan khác là mức bao 530 và 525. Ở đây sẽ có 4 clan chính nha anh em. 399, 400 trở lên là 4 clan chính nè. Thông thường này chuẩn bị vào KVK thì thường nó sẽ gộp lại còn hai clan hoặc là ba clan là sẽ được vào map KVK nhé anh em. Rồi để xem sức mạnh cá nhân nào. Wow, cũng lắm boss hết đấy. 58 triệu nè, 34 nè, 29 nè. Cũng khá là nhiều người nạp đấy anh em ạ. À, mới bốn mấy ngày mà 10 mở bao rồi cũng phải nạp khá nhiều ấy. Ở đây cái tài khoản này cũng đang xếp hạng thứ 21 ở Vương quốc nha anh em, như vậy cũng khá mạnh rồi. Kỹ năng cá nhân chắc mới kinh đồng mới cũng chưa đấm đá gì nhiều đâu nha. Điểm tiêu diệt 162 này, hai clan nè, hai clan, ba clan nè. Rồi còn bây giờ thì anh em mình sẽ xem chi tiết về cái tài khoản này. Đang sử dụng nền văn minh Đức với cái mức sức mạnh là 9m7. Như mình nói với anh em rồi, thông thường là vào KVK1 nó sẽ rơi vào tầm khoảng trên dưới 70 ngày. Đó, anh em sẽ có cái mức bao là 10m bao. Đó là cái mức trung bình nhé anh em. Ở đây là chỗ ạc mới 40 ngày, có nghĩa là còn vào K1 còn khoảng 30 ngày nữa mà đã gần 10m bao rồi. Như vậy là cũng khá nhanh rồi đúng không anh em? Điểm tiêu diệt thì chắc chắn là đầu game thì nếu mà Kingdom không đánh nhau thì anh em sẽ có điều kiện phát triển mạnh hơn. Thay vì là mới vào mà đã đấm nhau rồi là anh em sẽ rất là dễ bị thọt. Đây là thu thập tài nguyên 344m nha. Tiếp đến thì account mới quá, mới có 40 mấy ngày thôi. Bây giờ đang nâng nhà chính lên level 24 nha anh em. Lâu đài thì chắc là cũng chưa nâng cao đâu, mới quá mà. Đây, lâu đài 16 nè. Mình sẽ xem công nghệ xem nào. Công nghệ mới vào là nâng khối xây mát level 5, viết lách level 5. Công trình mát, toán học mát. Những cái này là anh em phải ưu tiên mát trước nhé. Bởi vì nâng những cái tách sau thì nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian rất là nhiều. Mát, ưu tiên mát những cái tách đó trước thì anh em sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho những cái công nghệ sau này. Đó, ví dụ như ở đây nè. Vào cái giai đoạn đầu game thì anh em cố gắng mở khóa cái đơn vị lính T4 này càng sớm càng tốt. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30 ngày nha anh em. 30 ngày đổ về thôi. Ở đây mình thấy mở lính T4 rồi. Và nâng tách thì đang nâng tách kỵ và cung nhé anh em. Và thông thường ấy, ở cái giai đoạn đầu game ấy, thì anh em lưu ý là cố gắng nâng cho mình những cái tách. Ví dụ anh em chơi kỵ thì nâng mỗi kỵ thôi. Anh em chơi bộ nâng mỗi bộ. Và anh em chơi cung thì nâng mỗi cung thôi. Chứ đừng có nâng hai cái như vậy nha. Ví dụ bây giờ chơi kỵ thì thông thường KVK1 nếu như anh em nạp ít ấy, thì chỉ chơi nên chơi một đạo, đó là cái mà mình đề nghị với anh em, đề xuất với anh em chỉ nên chơi một đạo thôi, tiết kiệm tăng tốc dồn vào nâng cấp những cái công nghệ như này. Và khi chơi một đạo thì anh em chỉ nâng những cái tách công nghệ một một cái như vậy là được. Ví dụ anh em chơi một đạo kỵ thì anh em nâng mỗi cái tách kỵ này thôi, đừng có tốn tăng tốc vào những cái công nghệ khác nhé anh em, thì nó sẽ tiết kiệm cho anh em tăng tốc được nhiều hơn. Đó, nó là như vậy. Rồi về tách mà 40 ngày mà đã mở khóa T4, tách kỵ 4 trên 10, 4 trên 10 như vậy là cũng khá là ok rồi anh em ạ. Skin nhà thì chắc chưa có gì đâu. Cái nhà này thì anh em mua trong cái vòng cụ nhá anh em. Anh em nào nạp ít thì nên mua cái gói vòng cụ. Gói vòng cụ là cái gói này nhá.
Đây, nó là cái gói này nha anh em. Gói này thì nó sẽ cung cấp cho anh em rất là nhiều vật phẩm. Đó, anh em có thể thấy được. Nó rất là nhiều vật phẩm ở đây nha. Thì nhìn chung là với cái đơn giá 109k thì anh em mua gói đó là gọi là gói cũng xịn nhất game rồi. Tường thành level 23, tháp canh level 14. Rồi, bây giờ thì sẽ xem một chút về kho nha. Wow, game nhiều ấy. Red kho nè, tăng tốc nè. Ồ, tăng tốc còn nhiều phết nha. Tăng mạnh, thiết bị. Ở đây anh em thấy được là có con Minamax. Và ở giai đoạn đầu game thì anh em lên cho mình những cái món full set lộng gió như này nha anh em. Rồi sau đó anh em sẽ từ từ nâng lên. Đầu game thì anh em đánh full trang bị tím là được rồi. Và có điều kiện hơn thì đánh tím full talent là được nha anh em. Chưa cần phải lên cam đâu. Tượng cam là 231 tượng cam nè. Rồi bây giờ anh em mình sẽ xem về tướng nha. Đầu game. Đúng rồi, nạp bốn mấy 50 triệu thì chắc chắn là con Mina nó phải mát rồi đúng không anh em. Đấm nhau thì cũng chưa đấm nhiều đâu, thế nên là cũng không có nhiều thông tin để cho anh em xem. Tài năng thì mới giai đoạn đầu game thì cũng chưa nâng được mát level 60, bởi vì nó hạn chế rất là nhiều điểm kinh nghiệm các thứ nữa. Xuyên đánh man nhé anh em. Và đầu game thì mình nghĩ là anh em nên dùng tượng. Ví dụ anh em chơi kỵ thì có thể dùng tượng mà cho con 33 chính cũng được. Chơi bộ thì cho con tôn tử chính level 60. Còn chơi kỵ thì anh em có tiền nạp mát Mina là không nói, không có thì cứ bài ba thôi. Con Loha là cái con một trong những con anh em cố gắng nâng mát đầu tiên, bởi vì nó sẽ bút điểm kinh nghiệm rất là nhiều nhá anh em. Game thì khi nào anh em cũng phải đánh man hết, khi nào cũng phải đánh man rợ, thế nên là cái việc nâng mát con Loha nó sẽ bút cho anh em rất là nhiều điểm kinh nghiệm khi mà anh em đánh man. Thêm một cái nữa, anh em chơi bộ mà muốn nâng một con tướng cam để đánh on field thì anh em nên chọn con bài hết này nhá. Chỉ cần nâng cái kỹ năng đầu tiên và cái kỹ năng thứ hai lên level 5, anh em cũng có thể đầu tư một chút tượng cũng được, là đánh K1 rất là khỏe con tướng này nhá anh em. Nó có sát thương đâm đỏ sẽ giúp cho anh em kiếm kill rất là nhiều. Rồi, như vậy là hạt mới quá cho nên là cũng không có nhiều tướng tả để review cho anh em. Nhưng cơ bản là anh em sẽ xem được một số cái thông tin cơ bản của những cái hạt này. Ví dụ như là tượng cam nè. Cao cao. Để xem cao cao tượng cam nhiều không? 110 tượng, 40 ngày. Như vậy là cũng có khả năng là mua cả gói cao cao nữa nha anh em. Mua cả gói cao cao nữa. 110 tượng mà mở chìa là cũng hơi bị chát đấy. Rồi, để xem một số cái gói nạp chủ ạc nạp xem nào. Ưu đãi hàng ngày. Đã mua cao cao nè anh em. Quỹ tăng trưởng. Cái gói này thì anh em mua trước cũng được mà mua sau cũng được. Cứ tới cấp nào là nhận cấp đó. Ví dụ như bây giờ anh em nhà anh em đang cấp 5. Anh em mua trước tới cấp 5. Thì tới cấp 5 anh em nhận 800 game. Khi nào anh em lên cấp 8 thì anh em sẽ tiếp tục được nhận nhé anh em. Đó, cứ như vậy cho tới cái cấp cuối cùng là cấp 25 là anh em sẽ được nhận hết. Đó, ví dụ như đây là anh em mua trước rồi, nhưng mà anh em chưa nâng tới cấp 25 mà chỉ nâng tới cấp 23 thì anh em đã nhận game cấp 23. Còn cấp 25 khi nào mà anh em lên tới cấp 25 thì anh em sẽ nhận thêm 40k game nữa nha. Gói đó cũng là một trong những cái gói chỉ có một lần duy nhất thôi. Và nó cũng rất là giá trị. Nếu như anh em đẹp ít thì nên mua gói đó. Chắc chắn là phải mua gói đấy rồi. Ở đây mình thấy chủ hàng có mua gói game tháng, gói cấp vật liệu nha anh em. Gói đấy cũng thuộc dạng cho những anh em ít nạp thì cũng có thể mua gói đấy luôn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ check một chút ít ở trong thư. 7 giờ trước đã mua gói tổng hợp, ưu đãi. Thực ra nếu mà nạp như bạn này thì mới 40 ngày mà đã nạp 40-50 triệu như bạn chia sẻ ấy, thì anh em có thể mua gói hàng ngày. Còn nếu như mà anh em mà ít có điều kiện hơn thì chị mình nghĩ là chỉ mua game tháng là được rồi nhá anh em. Không cần phải mua cái gói hàng ngày này. Vì thực chất cái gói này mới là cái gói tốn tiền này anh em ạ. Nếu mà anh em mua gói này để mát một con tướng cam, ví dụ như cao cao chẳng hạn, thì anh em sẽ phải tốn cái chi phí nó phải gấp 3 con Mina. Con Mina thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4 triệu rưỡi. Thế nên mua gói này mà để mát một con tướng mở bằng cái gói ấy, hàng ngày kho báu đấy ấy, thì anh em sẽ phải mất gấp 3 lên. Đó, trừ khi nhân phẩm anh em ngon lắm thì anh em mới có thể bớt lại một ít, chứ còn không thì đa phố là như vậy hết. Ở đây mình thấy là chủ hàng có mua gói gói nguồn trí tuệ 25k game. Ủa sao nãy mình chất gói kia nó không thấy nha. Gói này nó bờ, gói này gói bật à. Rồi, mua tới rừng vàng luôn nè. Mới 20 tiếng trước thôi. Nè, cũng gắt nha. Đây nữa nè. Rồi, ở dưới cũng vậy. Gói này là gói bật nha anh em. Gói cấp vật liệu nè. Rồi, ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã review cho anh em xem một cái tài khoản mới chỉ 43 ngày và không có ủ ạ.
Nhưng mình chất theo cái thời gian của Kingdom thì cũng là 43 ngày. À, cái tuổi ngày của cũng là 43 ngày, như vậy là có nghĩa là không ngồi qua, đúng không anh em? Thế nhưng mà bởi vì nạp khá, mình thấy là như vậy là cũng rất là nhiều tiền rồi, thực sự rất là nhiều tiền vào game rồi. À, thế nên là cái mức bầu nó cũng sẽ đặc biệt hơn những so với cái mức người chơi trung bình của những người chơi khác. Như mình đã chia sẻ lúc ban đầu là khi vào KVK1 nó sẽ rơi vào tầm 70 ngày anh em mới trên 10 mờ bao, trên dưới 10 mờ bao là ổn định. Còn bây giờ thì mới 40 ngày mà chủ ạ, đã 9 gần 10 mờ bao rồi. Như vậy là nó cũng rất là mạnh về tất và công nghệ, với lại tăng tốc thì anh em thấy những cái điểm mạnh. Thêm một cái nữa là VIP cũng đã là VIP 13 rồi nha anh em. Như vậy là cũng rất là nhanh rồi. Rồi không biết anh em nghĩ sao về cái tài khoản này thì anh em cũng có thể chia sẻ bình luận ở dưới video. Video này là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.